Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ kêu gọi nhóm Hezbollah rút quân ra khỏi Syria, tin từ Washington DC. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong ngày 29 tháng 5 năm 2013 đã lên tiếng kêu gọi nhóm Hezbollah rút quân ra khỏi Syria ngay lập tức. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Jen Psaki nói rằng sự hiện diện của quân Hezbollah tại Syria là một điều không thể chấp nhận được và rất nguy hiểm. Bà Psaki còn lên tiếng nói rằng Hoa Kỳ rất quan tâm về những bản báo cáo giao chiến lan qua ranh giới Lebanon trong những ngày gần đây. Ngoài ra, bà cũng đã lên án vụ tấn công trạm kiểm soát của quân đội Lebanon trong ngày 28 tháng 5 mà đã sát hại 3 quân nhân Lebanon.